Và thưa quý vị và các bạn, tính từ 18 giờ ngày 1 tháng 8 cho tới 6 giờ sáng ngày hôm nay thì Bộ Y tế đã công bố thêm 32 trường hợp mắc mới Covid-19. Trong số này có 21 ca liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. Đà Nẵng có 11 ca, Quảng Nam có 5 ca, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 ca, Thái Bình 1 ca, Quảng Ngãi 1 ca và 7 ca tại Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra và 4 ca đang được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Vâng ạ, à. và điều đáng nói là bên cạnh những cái ổ dịch cũ hiện nay như là Đà Nẵng, Quảng Ngãi hay là Quảng Nam thì một số địa phương khác cũng đã bắt đầu xuất hiện những ca bệnh, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường hợp, ở Thái Bình thì có một trường hợp và tất cả đều liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng. Cụ thể, hai bệnh nhân mắc mới COVID-19 được công bố là bệnh nhân 567 và 568. Trong đó, bệnh nhân 567 là nữ, ngụ tại chung cư Thái An 2, địa chỉ 602 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có mặt tại Đà Nẵng từ ngày 24 cho đến ngày 27 tháng 8 vừa qua. Bệnh nhân 568 cũng là bệnh nhân nữ cư trú tại quận 8 và bệnh nhân đã có mặt tại Đà Nẵng vào ngày 18 cho đến 22 tháng 7. Trước đó, cả hai bệnh nhân tới Đà Nẵng đều trong người thân đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng và hiện thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách tiếp xúc, vệ sinh khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống, khu vực bệnh nhân đã từng lui tới. Các trường hợp tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần thì được cách ly tại nhà và cập nhật danh sách những hành khách đã ngồi gần các bệnh nhân ở trên các chuyến bay. Bệnh nhân thứ 589 là nam 42 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã đi du lịch tại Đà Nẵng, cụ thể ở Nam Hội An và ở quận Thanh Khê. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 566 được ghi nhận tại Thái Bình liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng tiếp xúc với bệnh nhân 522 tức là bệnh nhân khoa thận nội tiết thuộc bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy tính đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 590 bệnh nhân mắc COVID-19, riêng số ca mắc mới liên quan tới bệnh viện Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 144 ca.